Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và Chào chào bạn em. gái bên kia. Chào tất cả quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi trên đài truyền hình. Em tên là Tâm. Hiện em đang sinh sống tại Bình Phước. Năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Dạ vâng. Tâm làm gì Tâm? Dạ em là kỹ sư máy tàu thủy ạ. À, kỹ sư máy tàu thủy ở Bình Phước luôn. Dạ không ạ. Thực ra thì công việc em là công ty thì hiện tại đang ở ngoài Hải Phòng. Hải Phòng. Vâng ạ. Và làm việc cho đội tàu của nước ngoài. Làm tại Hải Phòng luôn. Dạ, thực sự công việc của em thì làm việc trên những con tàu Viễn Dương. Tức là em ở Bình Phước nè. Dạ vâng ạ. Công ty em ở Hải Phòng nè. Dạ vâng đúng ạ. Em làm trên tàu Viễn Dương nè, nhưng mà làm cụ thể ở đâu? Thực ra cái con tàu nó đi lênh đênh trên biển và đi từ nước ngoài. Dạ vâng đúng ạ. Một lần đi như vậy lâu không em? Dạ hiện tại thì như năm vừa rồi thì em đi 6 tháng và năm nay thì đang có công việc chuyển về Việt Nam làm. Hiện tại thì đợt tới thì em sẽ đi khoảng 4 tháng. Được tới 4 tháng rồi sau đó là có lên bờ chưa hay là vẫn ở trên biển? Dạ có ạ. Sau 4 tháng thì sẽ lên bờ và nghỉ được 2 tháng ạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi bé yêu. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Trần Thị Phương Thanh, năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang là luật sư và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em chào anh bên đó. Chào sao anh. Bây giờ nghe thủy thủ tàu Viễn Dương lên đên trên biển vậy thì thấy sao, cảm giác bây giờ sao? Dạ thực ra thì con cũng chưa bao giờ có cơ hội quen một cái người nào, kể cả là bạn, có một cái công việc khá là thú vị như vậy. Thủy thủ dạ. Ha. Dạ. Thôi vậy bây giờ mình cứ nói trước về mình đi để cho anh ấy hình dung trước nè, cái tốt cái xấu của mình như thế nào, tính tình á. Dạ. Điểm tốt thì con là người hòa đồng, hoạt bát, lanh lợi, có tư duy tích cực, biết quan tâm đến người khác, khá là độc lập trong cuộc sống. Dạ, có trách nhiệm với gia đình. Còn điểm chưa tốt thì cái công tác nữ công gia chánh á thì con hơi chậm chạp một chút xíu. Con ăn uống cũng bị chậm, nhiều khi đi làm mà bắt đầu ăn cùng với mọi người, nhưng mà mọi người ăn xong rồi mọi người đi ngủ dậy thì con mới ăn xong. Ăn mà ăn nhây ăn nhơi dữ vậy đó hả? Cái này mà xuống tàu ăn là mệt ha. Trời ơi, ăn nhơi mà nhơi thế ớn luôn á. Em trai, điểm mạnh điểm yếu thế nào? Điểm mạnh thì chắc là em cũng là một người khá là vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. Nói chung là cũng hiền lành, tốt bụng và rất là tình cảm với mọi người. Điểm yếu? Điểm yếu thì cũng có một số điểm yếu như là lười chăm sóc bản thân mình. Nhưng chăm sóc tàu thì tốt hơn đúng không? Vì đó là công việc của mình ạ. Rồi, ở bên đó hỏi bên thủy thủ trước đi. Nếu lên đên vậy là tình yêu như thế nào, có mấy mối tình rồi cưng? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi ạ. Mà tại sao lại chia tay? Người đầu tiên ấy thì khi mà họ không muốn mình đi xa nên là họ quyết định dừng lại. Còn người thứ hai thì cũng vì tình cảm đi xa nên là cái tình cảm nó... Đúng rồi, nếu như mà mình có bạn gái mà đi 6 tháng, 4 tháng lên lên trên biển hoài, ở đây người ta cũng buồn, người ta nhớ, người ta thương, người ta lo. Dạ đúng rồi. Đừng ghen thì cũng ghen, ở đó trên tàu có ai đâu cua mà ghen. Nhưng mà người ta lo, với lại tuổi thanh xuân phụ nữ qua đi rất là nhanh luôn ha. Rồi, đó là những cái mà đã trải qua, bây giờ cố gắng làm sao nếu có một mối tình sắp tới mình chăm sóc, mình tranh thủ dành thời gian làm sao á để cho bà gái yên tâm. Ở bên đây mặt xanh hết trơn chọi rồi kìa. Rồi mình nói đi cái tình yêu của mình sao rồi cưng? Dạ, thì thực ra con thì cũng có trải qua 2 mối tình nhưng mà theo con đánh giá thì nó không phải là sâu đậm đâu mà là hẹn hò tìm hiểu thôi. Sau đó thì cảm thấy là không có đủ cái tình cảm đủ lớn để mà bước sang cái giai đoạn cam kết với nhau lâu dài thì tụi con dừng lại. Cái mối tình gần đây nhất thì là tầm hơn một năm. Hơn một năm rồi đúng dạ. Không? Bây giờ con muốn có một cái người đàn ông như thế nào? Thực ra mỗi con người chúng ta thì có 3 phần, đó là thân, tâm và tuệ. Thì về phần thân thì con mong muốn một cái bạn nam là cao từ 1m75 trở lên. Trời, dạ. Để coi chú thủy thủ cao mét bao nhiêu nghe. Chắc chú em là thủy thủ. Cao mét nhiêu vậy? Dạ, chưa được 70. Mét 70 hả? Dạ. Mét 70 cũng là mang cao rồi. Mang dài 5 tấc mới thành 75 có gì đâu. Rồi. Thân nè, rồi từ chưa hết phần thân ạ. Chưa hết phần thân luôn. Dạ, phải sạch sẽ. Sạch sẽ. Dạ, và là người mà biết yêu thương bản thân á, biết tự chăm sóc cho bản thân. Cái phần tâm
Tâm, Tâm thì phải là người tử tế, sống vì mình và vì cộng đồng nữa. Tuệ là gì nè? Tuệ thì là một người mà con rất là kỳ vọng là làm một cái công việc mà nó mang tính chất tư duy. Dạ đúng rồi. Nói nghe nè, phần thân, phần tâm, phần tuệ là mình mạnh phần nào? Thân là... chiều cao nè. Tại đây là hơi hơi thiếu thiếu. Biết lo cho bản thân nè, không biết có lo cho bản thân không à. Nè. Chăm sóc bản thân thì đương nhiên là cuộc sống một mình thì chỗ nào mình cũng phải tự chăm sóc mình. Tuệ. Vì em làm bên kỹ thuật tàu thủy. Vậy là phải tư duy rồi. Rồi như vậy là ba phần là 90-95% hết rồi. Chút xíu nha. Xin lỗi nha, tại bên đây gia đình bên tôi luật sư đó, cho nên là tụi tôi phải đâu ra đó gạch đầu hàng rõ ràng. Chứ luật sư là không có tình yêu nó phải là luật đâu, không mang tính luật ở đó. Biết vậy nhưng mà tụi tôi vẫn bị bệnh nghề nghiệp. Tình yêu nó đến từ trái tim mà nó có thể đến bất kỳ lúc nào và sai bất kỳ lúc nào. Rồi, con hồi hỏi chút xíu nha. Tại vì mấy bữa nay lo lắng nhiều quá, nên xuất ký. Lo gì? Lo lên chương trình vậy. Trời ơi. Không, tôi thấy vậy là được rồi. Không, lấy vợ xong rồi sẽ mập ra, tại để vợ chăm sóc coi sao nha. Giống như anh này nè, xưa anh nốt nho mà vợ anh chăm sóc, giờ anh mới được vậy đó. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em trai thế nào? Nói chung là em không yêu cần yêu cầu nhiều. Ví dụ như là một người phụ nữ là phụ nữ nữ công gia chánh, ngoan hiền, lễ phép. Một người phụ nữ là tốt. Phụ nữ là sao? Tức là có những đặc điểm của phụ nữ, ví dụ như là một người phụ nữ phải có đặc điểm như người phụ nữ chứ. Đâu em giải thích cụ thể đó coi sao? Ví dụ như là ngoan hiền lễ phép, tốt với mọi người. Ủa là phụ nữ chứ sao không mày? Đó là cái tiêu chuẩn cái người phụ nữ này bạn này muốn. Thì bên tôi là có đủ hết trơn tôi rồi đó. Tôi chưa hiểu luôn á, tôi coi cái người này có phụ nữ có phải là phụ nữ không? Hả? Trời ơi. Nghe chưa? Đạo luật sư. Phụ nữ phải thật là phụ nữ nha. Dạ. Nè quá, phụ nữ này nhìn vậy là thấy phụ nữ rồi. Được rồi. Nãy giờ nghe anh đưa ra cái tiêu chí đó, con thấy con có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, con nghĩ là con đáp ứng được chắc tổng 90%. 90%. Dạ. Tốt rồi. Rồi, hôm nay em đi với ai em gái? Dạ, em đi với người bạn thân thiết của em. Rồi. Dạ, xin chào tất cả quý vị trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Cao Văn Hải, là bạn thân cùng với lại bạn Thanh đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Thì em có nhận xét sơ bộ là anh có vẻ là rất là chân thành, rất là có nhìn có vẻ là rất là hiền hậu. Về mặt về cái yếu tố như bạn Thanh nói là tâm á, thì có lẽ là đúng như những gì bạn Thanh có yêu cầu. Còn về việc mà có hoàn toàn phù hợp hay không thì em nghĩ là để cho hai bạn trao đổi thêm thì sẽ hiểu hơn ạ. Cảm ơn Hải. Anh trai đi với ai? Em đi với một số bạn, số bạn cùng cấp 3. Rồi, mời bạn cho ý kiến nào. Dạ, xin chào MC của chương trình và toàn thể quý vị đang xem chương trình. Thì em tên là Bích Ngọc, hiện là bạn thân có từ học từ cấp 3 với Tâm đến nay chắc cũng hơn 10 năm rồi. Thì em xin nhận xét về bạn gái, đó là bạn gái nhìn rất là dễ thương. Lại với những cái tiêu chí của Tâm á, thì bạn gái có thể đáp ứng được. Mình thấy hôm nay hai bạn đến với nhau, đến với chương trình này là mình thấy hai bạn cũng có duyên với nhau và mình mong các bạn cho nhau cơ hội để bước tiến xa hơn nữa. Mình đã chơi với Tâm mấy chục năm rồi, thì mình cũng có thể nói thêm, không phải là mình khen. Nhưng mà các bạn biết á, khi mà đi tàu về, thí dụ mình đi 9 tháng, mình về 3 tháng là những thủy thủ thường ở nhà chơi. Nhưng mà riêng Tâm là Tâm luôn luôn nghĩ ra cái gì đó để kiếm việc làm cho bản thân, để mình không bị đi sau thế hệ và luôn luôn phát triển bản thân mình. Cảm ơn. Đây là thông tin rất tuyệt vời. Một thông tin rất là hữu ích. Đúng rồi. Nào, mở rào. Bây giờ sẽ là không gian của hai bạn đó. Cứ trò chuyện để hiểu nhau nha. Vâng. Mình có món quà. Dạ, em cũng có món quà tặng anh ạ. Món quà gì đó? Một cái bút ạ. Dạ mà. Không biết là món quà này có ý nghĩa như thế nào để... Có một cái nhân vật mà em rất là yêu thích. Thì ông ấy có nói là tất cả những gì bạn mong muốn á, thì hãy viết nó ra. Tại vì em cũng đồng ý với quan điểm đó. Bởi vì mình viết nó ra thì cũng như là một lần mình mang nó vào trong tâm trí mình, khắc sâu hơn một lần, để nó có đường trôi đi. Cảm ơn. Hai bạn hãy nói cho nghe về quan điểm về hôn nhân gia đình với nhau. Anh trước đi ạ. Về quan điểm về hôn nhân thì bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà hiện tại bây giờ mà giới trẻ có một cái xu hướng đó là single mom. Thì ví dụ như trong cuộc sống bây giờ mà họ cảm thấy không hợp nhau, hay là sống với nhau có một đứa con rồi nhưng mà lại cảm thấy là
mình không còn hợp nhau nữa, không còn yêu nhau nữa. Dạ. Và họ muốn chia tay, thì bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề như thế? Đầu tiên á, thì em đến đây thì em không nằm trong xu hướng đó rồi. Dạ. Nhưng mà thực ra thì em nghĩ là tư duy của em hơi mở hơn một chút xíu. Đó là nếu mà mình kết hôn, mình có con và cái cuộc sống hôn nhân đó nó không được như mình mong muốn, vì bản chất của hôn nhân là làm cho nhau tốt đẹp lên và hạnh phúc hơn. Và nếu mà họ cảm thấy không hạnh phúc được nữa thì em nghĩ là họ có quyền để mà sai thì làm lại. Thì họ có thể vẫn chăm sóc con tốt, thì em thấy vẫn tôn trọng cái điều đó thôi. Thì em nghĩ là như thế. Thôi mình nói chút xíu thì hẹn hò đi. Hò thì giờ phải chờ 4 tháng thì... nữa. Chờ sau 4 tháng nữa mới hẹn được. Giờ nói bạn chuyện ngại qua. Vấn đề đấy không? Dạ, cá nhân em chia sẻ thẳng thắn thì em rất quan ngại điều đó. Tôi còn ngại không? Vì nó chắc chắn là nó sẽ trở ngại. Bởi vì em có cái quan điểm là cái tình cảm là nó phải có cái sự tương tác trực tiếp. Em thích đối thoại hơn là em không thích nhắn tin. Thì... mà bây giờ nó dĩ lỡ rồi, 4 tháng nữa mới lên bờ được, có chờ được 4 tháng không? Với cái cảm xúc khi mà gặp bạn này á, như thế thì là liệu mình có thể chờ được bạn 4 tháng không? Bởi bây giờ nó là bất di bất dịch rồi, 4 tháng rồi, sau đó mới lên bờ. Có thể có 1 tuần, 2 tuần. Bạn ấy sẽ quyết định sao? Nghĩ rằng đó, bạn nói đúng đó, đó là một cái trở ngại. Mà nãy bạn nói đang quan ngại luôn đó. Nếu các bạn cảm giác rằng là đây một nửa mảnh ghép mình cần ghép lại thì bấm nút ngay. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Nào, 1, hãy làm theo trái tim. Đúng rồi. 2, 3, hết thời gian. Bạn gái không bấm. Bạn gái không bấm. Nói chung là xin bắt tay được. Dạ. Chúc bạn sẽ tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Dạ. Và có cuộc sống sau này thật tốt. Dạ. Em chúc anh vẫn yêu công việc và tìm được cái người thực sự có thể hy sinh và hiểu anh nhiều hơn. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Vâng, cảm ơn. Nói chung là em cũng có cái kế hoạch cho tương lai của mình. Thì nói chung là không phải là đến ví dụ như một thời gian thôi, mình sẽ về và ổn định cái công việc ở trên bờ.